Sáng nay tạm biệt Bruxelles, chúng ta sẽ lên đường đi Amsterdam. Chúng ta sẽ bắt tàu đi sang Amsterdam trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Khoảng thời tiết sáng nay rất đẹp. 30 phút nữa, thời tiết siêu đẹp. 10. Khung cảnh ga tàu. Bye bye Bruxelles. Chúng ta sẽ đi sang Hà Lan. Đây là khung cảnh trên tàu đi từ Bỉ đến Hà Lan. Thanh niên Ben đang xem YouTube, còn Thúy Hạnh đang viết vlog. Chúng ta đã tới Hà Lan và nhìn thấy rất nhiều cây điện gió khắp nơi. Chúng ta đã đến Amsterdam Center. Sau hơn 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi đi tàu. Bạn cảm nhận thành phố này thế nào? Nó rất là mát. Gà rất to luôn nhỉ. Chào mừng đến với Hà Lan. Chúng ta vừa ra khỏi metro của Hà Lan. Có giữ đi. Nói chung không đâu bằng Thụy Sĩ nhỉ. Vẫn có tường đi lên. Nhưng ở Hà Lan này học. Thanh niên từng đi thang máy. Hình ảnh đầu tiên khi ra khỏi metro. Emirates Hotel. Chào mừng đến với khách sạn. Đây là chỗ Lê Tân và khách sạn. Bé xíu. Đây là phòng khách sạn tại Hà Lan. Con sẽ làm tại Amsterdam, 3 giường. Con sẽ làm đây. Con sẽ làm đây, sẽ làm kia. Làm vẽ làm đây, con sẽ làm đây, làm đây. Không. Đây là view phòng. Nhìn ra sau vườn. Chúng ta sẽ thuê 3 chiếc xe đạp để là xe vòng quanh thành phố với giá là 50 euro cho 3 chiếc. Giờ chúng ta sẽ đi xe đạp vòng quanh Amsterdam xem có gì không. Mỗi người một xe. Quay. Bên tên đang đặt xe ở Hà Lan. Xe rất phê luôn. Sau 10 phút đạp xe chúng ta đã đến chợ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ăn trưa nha. Xem chợ này có gì à? Chợ rất đông luôn. Một khu chợ bán rất nhiều thứ. Các loại trái cây. Đây, chợ đây, hoa quả đây. Đồ Trung Quốc, xíu mại. Các loại hoa quả. Các loại hoa quả. Rất tươi ngon. Ngập tràn luôn. Hải sản. Cá. Bánh. Gà. Best chicken in town à? Mà tay chiên á? Cái gì chứ? Hai món gì đây? Đấy. Rồi. Món ngô Mexico. Trong khi đang muốn thử. Có
Ủa các loại sốt đấy, con ăn sốt gì? Không cần á? Đây gọi là món này. Các viên à? Ngon hả? Pasta vegan, món ăn của Li Băng. Từ lúc Ben gọi phát hàng này đông thế. Thành hai gái luôn à? Món ăn. Ăn đấy. Cho khá là ngon. Đây là món của Ben. Món heo thì khá ngon. Của người Li Băng. Các dịu hốt này là lạ. Chào Krasu. Appa. Rồi ra đấy. Xong ông dán. Món bánh truyền thống của người Tơ Nha. Chọt crust. Chu trot chu ros. Nào ăn thử nào. Ăn đâu con? Con chọn cái mix. Ăn được món quẩy. Bánh rán. Ngon. Nó có mùi quế. Đi thưởng thức nghệ thuật à, đi thưởng thức đồ ăn khắp Nam Châu chỉ trên một con phố. Chúng ta vừa ăn đồ ăn Mexico à, Li Băng à, Tây Ban Nha này, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc à. Trên đường đạp xe quá đỉnh hơn. Mát lịm. Chúng ta đang ở bảo tàng nghệ thuật. Bên thấy bảo tàng này như nào? Rất là đẳng cấp. Hôm nay được đạp xe đạp ở không gian này con thế nào? Người Hà Lan toàn đạp xe đạp thôi. Let's go. Đi. Chậm nhá. Phía trước của bảo tàng Van Gogh. Trời siêu mát mẻ. Đây, Van Gogh Museum. Mario. Cột viên trước cửa concert. Rebound.
Đấy, đỗ vào đây này. Xong đi bộ vào kia. Đây là phố cổ. Chúng ta sẽ đi vào một vòng. Lên đường tiếp. Phê ngon. Dam Square trong nắng buổi chiều. Nắng tưng bừng. Xin bồ câu. Con nó không sợ người luôn. Quảng trường Dam được xây dựng từ thế kỷ thứ 17. Đây là cung điện hoàng gia, được xây vào năm 1648. Đây là viện bảo tàng Tượng Sáp. Xa là khách sạn Krasnapolsky Amsterdam, là một khách sạn sang trọng ở trung tâm hội nghị, nằm ngay trung tâm thành phố, là khách sạn 5 sao lớn nhất của quốc gia Benelux. Đây là nhà thờ New Way Cake, xây năm 1509, nghĩa là nhà thờ mới. Đội màu Hà Lan à? Cổ vũ đội tuyển Hà Lan đúng không? Ben đang đi lại trên đường phố Hà Lan bằng xe đạp. Rất xịn luôn. Hà Lan chiến thắng à? Hạc luôn. Không khí lễ hội tại đường phố. Không khí lúc
10 giờ tối. Không khí lễ hội khắp nơi. Mỗi đội mình không khí bóng đá rực rỡ tại Hà Lan. Tất cả thế giới cổ vũ đội tuyển Hà Lan. Còn riêng chúng tôi cổ vũ đội tuyển Anh. Khả năng cao. Bán kết hay bán là kết, bán semi final. Đất nước toàn cần cỏ, mùi cần khắp nơi. Cả đất nước buồn thiu, tất cả con đường đều câm lặng. Đội tuyển đã thua. Tất cả đều buồn này. Đêm ở Hà Lan.